Chào các bạn, thì hôm nay mình vừa rải về, nói chung đi làm về thì cũng bắt được con rắn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món đó là rắn nướng ống tre. Thì qua clip này các bạn vui lòng xem hết kênh, đăng ký kênh để xem các món ăn đặc sản ở Tây Nguyên, Đắk Lắk, ở núi rừng Tây Nguyên, những món ăn lạ và độc nhất. Thì việc đầu tiên thì chúng ta lột da rắn hết đi. Thì khi lột chỏ lột da xong á, chúng ta bắt đầu kiếm một cái chai bia rửa sạch sẽ đi. Chúng ta bắt đầu đánh làm cho cái da rắn mềm lên, cứ đấm mạnh lên, đánh cho nó dập hết đi. Đánh nhuyễn, càng nhuyễn càng tốt. Thì nhuyễn thì sau này cái thuận lợi cho cái việc khi ta húp ống tre thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao. Nhất là nó thơm, mềm, dễ ăn, không bị mất xương. Thì khi mà đánh nhuyễn như thế này á, thì về hương liệu á, các bạn cần gồm có tùy có khẩu vị. Thì với cái khẩu vị của mình á, thì mình gồm có rắn nè, chích xả nè, hành tím nè, rồi ớt nè, tiêu xanh nè, lá nè, ống tre, thì bột ngọt, mắm muối nữa. Các bạn giả trước một cái chén mắm, nói chung là cái mắm hương liệu đó, cứ giả cho nó thơm đầy đủ hương liệu đi, tiêu tỏi đầy đủ hết. Khi mà ta đánh rắn để nhuyễn ở đây, chúng ta tiến hành bắt đầu là trộn đảo. Thì các bạn đợi đi, để mình đánh xong cái này đã, mình đánh xong cái rắn này bắt đầu tới cái bước là tẩm ướp gia vị. Thì cái món này làm nói chung nó cũng hơi dài một chút, thì các bạn cứ đợi vì nó rất là ngon và lạ. Thì cái món này chưa có ai làm á, rắn là rắn rừng luôn á, đi rừng đẩy về là rắn luôn. Này da rắn, da rắn thì tí nữa mình làm món là da rắn chiên giòn chấm dưới muối mỏi. Các bạn khi mà lột da rắn á, chúng ta lột từ từ thôi, đừng có lột vội thì nó bị đứt hết da rắn. Mà trước khi lột da rắn á, chúng ta vui lòng rửa rắn đi, rửa sạch sẽ trước đi rồi mới tiến hành lột. Vì khi mà lột ra thì đôi lúc nó dính vết bẩn thì rửa lại nó không mắc nhớt khó đó. Sau khi ta xác hết da rắn rồi đó, các bạn nhìn đi, rắn cũng đánh nhuyễn hết rồi. Chúng ta giờ bắt đầu lấy cái gia vị hôm trước lúc là ương đó, mắm, tỏi, ớt, thì hành thì nó đầy đủ hết. Chúng ta tiến hành trộn vào nè, trộn thiếu là lá chanh, mình chắc chắn biết lá chanh nữa. Thì mình lấy lá chanh thôi, mình chắc thêm nữa. Ta tiến hành đổ nước mắm vào này, dầu ăn nữa, để cho nó có vị béo béo, vị ngọt vừa có vị của chúng ta. Đều đi cho nó thấm vào thịt rắn hết. Thì để ngon thêm thì mình xắt thêm ít lá chanh nữa để cho nó có mùi thơm, dạng như gà hấp lá chanh đó. Vì cái lá chanh này nó rất là quan trọng với các bạn, biết không? Nó có cái vị ấm, vị nồng khi mà chúng ta bỏ vào trong ống tre, giống như gà hấp lá chanh vậy, vị nó thơm, thơm dịu luôn. Tiến hành trộn đều đi, trộn hết cho nó ngấm cái hương vị gia vị nãy á, trộn hết cho thịt rắn đảo đều đi, thì cứ đảo đi cho đều. Thì đảo xong thì bắt đầu ta tiến hành ra vườn cứu ống tre. We'll be right back.
sau khi tiến hành chặt ống tre xong thì đây rửa, đây rửa cho mấy cái tre trong cho sạch đi, rồi chúng ta tiến hành bỏ thịt rắn vào trong ống. Đây rắn rất là ngon, thơm mà hương vị ướp sẵn hết rồi, nhìn rất là ấm mắt. Các bạn nhớ chùm lửa cho lớn lên nha, chứ lửa nhỏ không chín đâu, tre rất là dày. Rắn rất là ngon, nó bỏ còn nửa ống thôi, còn nửa ống lại chúng ta nướng với chiên. Một con rắn làm được 3 món. Nó còn da đây, da dưới rắn ra chiên mà nướng được 3 món nè. Duyên, được không? Ừ, Duyên coi. Lên trong đó làm gì trên đó? Đó ngoài nghe bạn. Chơi luôn. Nướng ra bắt đầu tiến hành trở đi. Trở ống này. Đầu hồi mà nó hồng là nó chín, cháy xì. Cũng hơi lâu chút, khoảng nửa tiếng.